Xin chào các bạn, đây là các cái sản phẩm kệ sách. Kệ sách có kích thước rộng 65 và cao 4 tầng. Các kệ sách này thì được sản xuất từ chất liệu là gỗ cao su 100%, được thiết kế tháo ráp. Sản phẩm nó kích thước là rộng 65, sâu 30 và cao 1m2. Sản phẩm thì được sử dụng để sách vở, để trưng bày hàng hóa, để đồ đạc, rồi là để trong thư viện, nói chung là để trang trí, có thể là để bất cứ chỗ nào khách có nhu cầu để các cái đồ cho nó gọn gàng ngăn nắp. Đây là sản phẩm được sơn màu gỗ tự nhiên. Đây là sơn NC, nó chìm vào cái thân gỗ và nó không độc hại cho sức khỏe của con người. Sản phẩm được hoàn thiện kỹ, hoàn thiện kỹ và sơn kỹ, đảm bảo nó không bị mốc, không bị mối mọt. Sản phẩm thì có hai màu, đây là màu gỗ tự nhiên và một màu là màu cherry nữa, là hai màu mặc định của bên LHQ sản xuất. Thì đây là cái sản phẩm, một trong những sản phẩm kệ sách của bên LHQ cung cấp, có kích thước là rộng 65 và cao 4 tầng. Còn có các cái loại khác nữa, rộng 40, rộng 50, rộng 80, rộng 1m, rộng 1m2 và cao 3 tầng và 5 tầng nữa. Đây là cái sản phẩm lắp lên cho khách hàng. Thì bên LHQ là cung cấp rất là nhiều sản phẩm. Đây là một trong những cái sản phẩm mà LHQ cung cấp thôi. Các bạn có thể xem và kho hàng xem nhé. Đây là cái kho hàng của bên LHQ đấy ạ. Đây là cái kệ sách 3 tầng. Và cái loại 4 tầng 65 đây thì cũng rất là nhiều, rất là sẵn sàng để phục vụ khách hàng. Đây là cái loại 4 tầng 65, khi đóng gói thì nó sẽ gọn như thế này. Đấy, chiều dày nó tới khoảng 10cm và rộng là 30. Và chiều dài là 1m2. Thì rất là tiện cho cái việc vận chuyển. Đây ạ. Đây bao bì. Bao bì đóng gói thương hiệu LHQ. Đấy, tên sản phẩm, kích thước. Đấy. Màu sắc. Đây là màu cherry ạ. Thì khách hàng có thể gọi để đặt hàng nhé. Hiện tại thì có rất là nhiều các đơn vị cung cấp các sản phẩm kệ sách như LHQ đang cung cấp đây, nhưng các cái chất lượng thì khác nhau. Đây này, có thể tự hào mà nói rằng là cái LHQ đã cung cấp cái sản phẩm kệ sách này thì chất lượng thì tốt nhất và có giá là rẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu sản phẩm kệ sách rộng 65 phân và cao 4 tầng. Xin hẹn gặp lại quý khách ở các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.